hôm nay tôi nói thật với quý vị, tôi sẽ gửi đơn đến tất cả những cái lãnh đạo cao cấp nhất để tôi mang cái câu chuyện này ra cho. Và qua cái buổi live stream này, tôi cũng mong các bác nghe được hết những cái lời thổn thức của chúng tôi, là những người dân, những người làm doanh nghiệp, những người kiến quốc cống hiến cho xã hội mà chúng tôi bị như thế này, thì chúng tôi còn ý chí để phục vụ nữa không? Và tại sao chúng tôi phải tồn tại, tại sao chúng tôi phải sống khổ sở khi mà bao nhiêu người rình rập chờ cơ hội để tấn công chúng tôi, còn những kẻ sống không ra gì sao không ai tấn công vậy? Vậy thì có bất công không quý vị? Cho nên kể cả ngày mai tôi chết, tôi cũng không bao giờ sợ, tôi dám nói tiếng nói sự thật của lòng tôi, thì là phải mất lòng tới nhiều người. Bây giờ tất cả vợ chồng tôi muốn ly hôn cũng vì là không cho tôi nói, không cho tôi lên tiếng. Thì muốn ly hôn thì cứ ly hôn, tôi trở lại một công dân bình thường. Tôi cần gì công ty, tôi cần gì phải là bà tổng, tôi cần gì là phải là CEO. Tôi là Nguyễn Phương Hằng, miễn sao tôi sống đúng lương tâm tôi là đủ rồi. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng vì công ty của tôi cần tồn tại, tôi không cần gì hết. Còn bây giờ cái kênh Happy Media còn nói vợ chồng tôi tẩu tán tài sản thì chứng minh đi, tẩu tán cái gì? Chứng minh giùm đi, muốn nói gì nói sao? Tại sao người ta nói tôi được mà tôi nói không được? Những cái kinh mà lên vu khống vợ chồng tôi tẩu tán tài sản á, sao không ai vào cuộc, không ai nên nói nó là nó đúng hay nói sai? Nguyên một cái YouTube đó đưa nó nói vợ chồng bà Hằng Đại Nam tẩu tán tài sản đi ra nước ngoài đó, bằng chứng đâu, đưa ra đi. Quý vị thấy không, làm người tử tế có dễ không quý vị? Và đây tôi thêm quý vị thêm đây. Đây, hôm nay á, ở công ty tôi á, đã nhận được một cái món quà này. Quý vị nghe nè, quý vị nhìn đây nè, gửi cả bùa ngải đến công ty tôi, quý vị hãy nhìn cho kỹ nè, chiếu lên đi con, chiếu luôn cái bao thơ, và tôi đã ngày mai tôi sẽ gửi đến công an hình sự Bình Dương để làm rõ ra vì còn giấu giùm tay, kể cả những cái bao thư gửi đến cho chúng tôi, gửi đến đích danh cho tôi như thế này. Con chiếu lên cho tất cả mọi người xem đi con, quý vị thấy có còn ý chí để chiến đấu nữa không, còn ý chí để chúng tôi phục vụ nữa không quý vị? Càng lúc càng kinh khủng đó, mở con rung cho lớn ra cho mọi người xem. Người nhận là con Nguyễn Phương Hằng nha quý vị, người nhận là con Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Người nhận là con Nguyễn Phương Hằng, còn ở trên đó là cộng đồng fan nghệ sĩ Hoài Linh, quý vị nghe cho rõ nha đó, và nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh là người gửi đó, cộng đồng fan nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh là người nhận là con Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Rồi con gửi món quà nó qua một bên, dở bên trong cho quý vị coi, quý vị coi còn cái nào giả mang nữa không nha quý vị. Đây đó, quý vị thấy chưa, rung lớn lên đó. Đây là gì quý vị? Bùa ngải, gửi thẳng đến công ty tôi luôn. Quý vị thấy còn cái gì khốn nạn hơn không quý vị? Đó, rung lớn lên con. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, quý vị nhìn thấy chưa quý vị? Đó, bùa ngải, vẽ tên tuổi tôi. Đó, quý vị thấy không? Gửi thẳng công ty tôi. Và người gửi là đọc cho quý vị nghe rồi đó. Đó, có cái hình của tôi đó quý vị. Quý vị thấy nhìn góc trái không? Cái hình của tôi nó vẽ cái hình cái mặt của tôi đội cái nón đó quý vị. Không biết quý vị có thấy không? Đó. Rồi quý vị có thấy cái sự, còn cái sự tàn nhẫn nào hơn nữa không quý vị? Quý vị thấy còn cái sự tàn nhẫn giả mang nào hơn? Đó. Thì quý vị thấy rằng là như thế nào? Nếu quý vị, còn chị Hương á thì là nhắn tin đe dọa, nó nói tới chữ HL là đánh vào mặt chị Hương, thì quý vị cũng theo dõi Ma Sơ vui vẻ, quý vị cũng đã thấy rồi đó. Quý vị thấy nó sự tàn nhẫn tới mức nào không quý vị? Tấn công đến cả công ty tôi nữa. Thì bây giờ là tôi phải nhờ công an hình sự để mà truy cái dấu vân tay ra. Và ai đã gửi đến công ty của tôi và gửi để tên như vậy đó quý vị.